Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. À, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn? Bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình chào Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội. Tức là nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có biết nấu ăn này, dọn dẹp nhà này. Chà may quá, em cũng biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể, nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chừng hơn, mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc, rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè, những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, nha. Với lại là đừng có lãng quạng nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng. Anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi. Hồi hộp. Nhìn em như thế này lại giám đốc nữa. Tại sao em lại có mặt ở đây? Cái đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ, có hai nhóc. Trước là em ở trong này, nhà ở Gò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có một mối tình nào nữa không? Có, nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á. Cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện. Nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì... Bạn đó sống giờ, múi giờ bên kia. Ồ, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em dạ vâng, nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già cũng có muốn hướng là quay ra. Mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi. Cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. À, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác. Còn bố mẹ là câu độ khác, bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình so để xua sánh bất hết. Cứ ai một ai hết em ạ. Cái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ còn vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao. Nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dài vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi.
một người biết chia sẻ với em. Em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau để hiểu ra và tìm ra vấn đề thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha, cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người, người khoảng 3 năm từ thời sinh viên, sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ, vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn chung một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ cái nữ thứ hai nào cũng dễ nhìn, quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại. Người ta nói phúc đức tại mẫu mà. Nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất. Nên em chỉ cần có vậy thôi. Chỉ có gia đình được rồi. Bên là trai đi với ai? Dạ đi với anh họ chị. Chào chị Hùng Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh gái, năng động. Đấy, cho nên là hai em xem xét. Nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài. Sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Thế vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là quyết đoán luôn. Mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi hai người chúng ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 99 bông. Dạ đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông, 99 bông đó chính bông là em. Thiệt. Thật ra là em là gia người tài của người ta rồi. Vụng về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau thay vì ngồi để lại để cãi nhau thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống, và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em hỏi trước đi. Anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10-22 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không vào bếp chuẩn bị bếp núc, và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9:30 giờ em mới về. Thì điều đấy thì ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò? Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được. Thì khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt, vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều, có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ, không được, không có tài xế, là một mình phải đi là nói chung là rất nguy hiểm. Dạ. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền. Cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì dạ. vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. À. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả. Anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái đó dạ là rất bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan dạ trọng là tin nhau. Dạ vâng. Đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên. Đúng không? Còn dạ em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu. Nên là mình có giữ không được. Dạ vâng.
Ý, nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà, tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu đó, giả sử đoạn em. Dạ vâng, nếu giả sử những cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần thì nói thì chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn, rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Nó đừng có ấy quá. Nhiều như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Ồ, nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc. Và tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh thương em, anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mà em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy, em ở nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy hai thì người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới 1 giờ đâu. Đó, tôi thấy bây giờ hơi căng hết rồi. Như em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà thí dụ yêu nhau á, thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Kỳ tới này á, sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Đến là kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải, một tuần mấy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. Vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giặc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tơ hơi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước, dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Biết ạ. Rồi, trai. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Giờ lại nắm tay em lấy kia từng tí mà. Ê. Yên tâm nha, đừng có run em. Em đang quá, ở bên anh run, mà. Run quá em đang ở bên anh. Run quá không ấy, không hát được. Không còn con sông, nước lên chào dâng bãi bồi. Anh về thăm em, khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Thôi không hát nữa. Hát cái đó. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng lúc luôn á. Yes. Nắm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau cái nụ hôn gọi là dặn mặt cái nè. Nè, hãy đến với xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan.
bảo hành 1 đổi 1, 5 đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Tối nay hai người uống hết chai rượu đi. Đó là những gì mà chúng ta thấy ở cặp đôi đầu tiên và mong muốn rằng họ sẽ sớm hiểu nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Thì vui vẻ, hòa đồng. Ưu điểm thì em cũng tương tự như bên bạn nữ. Em không có năng khiếu về nghệ thuật. Em nói cũng hơi nhiều, mày chém gió các kiểu. Cao 1m7, nhọn nhạt đủ nhưng mà không quá nhiều. Em chỉ mong một người đàng hoàng, chân thành. Mời bên đàn trai xuất hiện. Rồi, chào em, chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời đàn gái xuất hiện. Thôi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình để hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào em. Chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Em là Ngô Quang Khải, em 29 tuổi. Em ở Gò Vấp. Quê em thì ở Hải Dương. Hải Dương, dạ. Bánh đậu xanh đúng không? Dạ đúng rồi. À. Còn công việc của em thì em kinh doanh bên cà phê với bất động sản. À, em dạ. Ngô Quang. Ngô Quang Khải. Khải đúng không? Dạ Khải. Khải Hoàng đó ha. Dạ đúng rồi. Rồi Ngô Quang Khải, dạ. Kinh doanh bất động sản với cà phê. Mời bên đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, 27 tuổi, em đến từ Đà Nẵng. Hiện tại em đang làm tư vấn du học và bất động sản ạ. Em hiện sinh sống và làm việc ở đâu? Em mới vào Sài Gòn được 3 tháng. À, hiện ở Sài Gòn, mà em ở quận mấy? Dạ, quận 2. À, quận 2. Tôi thấy hai người này hợp, hai người làm chung bất động sản, biết đâu gom thành mối á. Này cũng hợp lắm rồi nha. Rồi. Rồi, cho chúng tôi bên đàn trai biết về ưu điểm, khuyết điểm chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em vui vẻ, hòa đồng, rất thích thể thao và thích kinh doanh. Vậy còn khuyết điểm của bản thân mình? Khuyết điểm của em thì thật sự nói là em không có năng khiếu về nghệ thuật như là hát hò hay là múa nhảy gì hết. Cần gì em hát hò chi mệt, năng khiếu kiếm tiền là được rồi. Đúng rồi. Không? Kinh doanh là năng khiếu kiếm tiền rồi. Dạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Em nghĩ cái đó là khuyết điểm mà em nghĩ lớn nhất của em thôi. Còn em thấy... Ngược bên... lại anh với chị Nam Thư có khiếu về nghệ thuật nhưng không có khiếu về kinh doanh. Mở quán nào lỗ quán đó. Thôi đàn trai giới thiệu tiếp đi. Ưu điểm thì em cũng tương tự như bên bạn nữ. Tương tự luôn. Dạ cũng... Kinh doanh giỏi ha. Không, cũng không giỏi lắm nhưng mà ý là em thích. Còn cái khuyết điểm của em thì em nói cũng hơi nhiều, mày chém gió các kiểu. Chém gió hả? Chém gió chém bão rồi đó hả? Dạ dạ, thì tính em vui vẻ. Vui thì thường thường đúng hay rồi. Nói nhiều thì hay chém gió thì nó mới vui. Thì bán bất động sản phải nói nhiều chứ. Dạ. Không có nói sao người ta mua. Dạ. Đúng không? Nhiều khi ta đang ngủ phải gọi ta thức dậy nữa. Ta đang tắm gọi ra khỏi nhà tắm để bán bất động sản luôn. Vậy người ta mới mua. Nhanh nhẹn là tốt rồi. Cho bên làng gái biết về đường tình duyên của mình đi em trai. Dạ thì em thì cũng có một mối tình mà cũng kết thúc cũng hơn 3 năm nay rồi. Nó có một mối tình rồi. Hả? Dạ cũng lâu rồi. Yêu bao lâu? Dạ cũng khoảng tầm 5. 5 hả? Dạ. Có sâu đậm không? Thì cũng chưa sâu lắm. Vừa vừa chưa có sâu hả? Dạ. Yêu mà chưa có sâu thì nó cũng chưa có tình cảm gì nặng nề lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao em lại chia tay mối tình năm đó? Lúc đó em cũng không có thích lấy vợ. Không thích lấy vợ quen người ta chi tội nghiệp người ta vậy? Lúc đó em chưa có thích lấy vợ vì lúc em mới có 25, 26 tuổi em vẫn còn trẻ quá. Vậy giờ già chưa? Dạ thì em gần 30 rồi em chắc cũng... Hơi hơi hả? Dạ cũng... Thì giờ muốn lấy vợ rồi phải không? Dạ 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 thì em muốn lấy vợ em mới lên trường. Lên đây là lấy à? Dạ dạ dạ. Rồi được rồi đó. Bên rồi. Kia thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì 3 năm đại học. Ra trường thì nói chung hai bạn có hai hứa nhau thành ra cũng chia tay. Sau một thời gian thì em cũng có quen một bạn trai người Mỹ. Lúc đó thì bạn đó cũng có cầu hôn mà em cũng định là đi, lúc đó cũng định đi Mỹ rồi. Nhưng mà sau đó thì em có cái duyên với cái ngành về tư vấn du học thì em làm ở nước Mỹ. Em có tìm hiểu thì sau đó cũng thấy lúc đó mình chưa thật sự phù hợp để mà kết hôn. Thì đến bây giờ thì khoảng 4-5 năm rồi thì em chưa có quen ai nữa. Em đã từng được cầu hôn. Dạ. Yeah. Nếu mà em đồng ý thì bây giờ em đã ở nước khác. Đồng ý giờ chắc cũng 2-3 đứa rồi đó. Nhưng mà lý do tại sao 3-4 năm nay mình chưa tìm được người yêu em? Dạ thật ra là cũng có những người, người ta cũng có những bạn tán tỉnh mình. Nhưng mà em cũng thấy đa số thì chưa phù hợp. Hoặc là những người cũng có gia đình rồi. Người ta có gia đình mà người ta tán tỉnh nó kỳ quá. Không lấy là đúng rồi đó em. Đàn trai ơi. Dạ em đàn trai đi. Cho em hỏi là vậy thì hôm nay tới với chương trình thì anh mong muốn tìm được một người yêu như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ mong một người đàng hoàng, chân thành, hiền lành xíu. Người đàng hoàng, chân thành, hiền lành. Có cùng cái sở thích kinh doanh là em thấy cũng ổn rồi. Cái ngoại hình á,
ngoại em có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình thì cái duyên em cũng không có yêu cầu cái không, thí dụ mình tưởng tượng cái mẫu hình lý tưởng của mình. Em từ bé này em chưa có mẫu hình nào, em thì gặp ai em thấy được là thấy được thôi. Em thấy gặp có... là được không được, được là không được. Đúng à, dạ. cũng được dạ. Vậy còn em? À, mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai phải cao trên 1m7, có đam mê về kinh doanh thì em thấy bạn đó cũng thích kinh doanh đó. Ừ. Dạ. Mình có cao trên 1m7 không ha ông Mai ơi? Chút đò tính chứ tôi thấy cũng được cỡ hơn á. Rồi gì nữa cưng? Tính hướng ngoại một chút. Hướng ngoại? Dạ. Không có quá bảo thủ, là vì tính em thì nó cũng thoải mái. Em thì nói chung là ngồi cái việc làm, giờ làm đó thì em cũng hay thích đi du lịch, khám phá này nọ. Thì em cũng muốn bạn đó cũng có cái cùng thích mình là đi du lịch. Chào bạn gái, dễ thương quá. Bạn gái xinh xắn. Ngoại hình em có mong muốn thế nào không? Dạ, nói chung ngoại hình ưa nhìn là được. Nhà em thì ai cũng cao hết. Thì em cũng mong muốn bạn nó cũng phải cao trên 1m7 một chút. 1m7? Dạ. Tóc tai để tóc dài, tóc ngắn hay là... Dạ không, tóc tai tém gọn gàng. Tay gọn dữ à. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em vẫn thích cho nhậu nhạt đủ nhưng mà không quá nhiều. Em không thích người đàn ông hút thuốc. Không thích người hút thuốc? Dạ. Có hút không? Dạ không anh. Nếu được đồng ý thì em nhắm khoảng chừng nào bên đàn trai có thể bước tới được? Dạ nếu được thì mình có cơ hội mình hẹn hò thì hôn nhân có thể là năm tới chẳng hạn. Năm tới ha. Dạ. 2020 cho nó gọn đi, nó tròn do luôn. Dạ. Được á, đàn gái dễ thương lắm nha, xinh á. Đàn trai chịu bên đó rồi đó. Dạ, chào chị ạ. Chào anh. Tóc tai hơi tém gọn chứ mới cắt á. Cái giọng nói thì có vẻ chững chạc nhưng mà gặp mặt thì còn trẻ măng rồi ha. Mối tình cuối cùng của em kết thúc bao lâu rồi? 3 năm hay. À vậy 3 năm là không yêu ai hết? Dạ không. Rồi có ai yêu mình không? Dạ không. Không luôn. Là thật sự ế? Cũng không thật sự ế, tại em nói thật mấy năm trước em không thích tán gái. Ai biết 3 em năm rồi. Em không có nhu cầu với gái gú. Gì gái gú? Nói sự kiện. Đừng có nói gái gú đây. Không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu. Bây giờ mình lại bắt đầu muốn yêu. Dạ. Điều em không thích nhất ở phụ nữ là gì? Em không thích nóng tính, ỷ lại nhiều. Nóng tính, ỷ lại. Chắc cũng vậy thôi, chứ từ từ tìm hiểu tiếp. Nếu mà lấy về thì có phải làm dâu không? Ngày xưa bố em kêu nếu mà lấy vợ thì là ở cách 500 km, tức là đừng có ở gần, nhức đầu bố em không thích. Là hồi em còn con nít bố em đã nói vậy rồi, nên là hồi cái đó mà... bố em khác em ơi, giờ bố nghĩ khác lại rồi. Giờ cũng y chang ấy rồi. Y chang luôn hả? Dạ, không thích nhất ở gần con gái nhức đầu lắm, mà em có mình em con trai mấy đứa em gái rồi đó. Sẽ ở gần 500m. 500 km đấy, tức là ở cách xa, khi nào tụi mày lấy vợ là ở cách tao 500 km. Chắc là ổng cũng chán em lắm rồi, là... nói hoài không, một mình đúng không? Ý bố em nói là tao là không có làm phiền gì đến mấy đứa nữa, tức là ở cho nó thoải mái. Bố em hay nói kiểu mà... Nhưng mà còn mẹ em thì sao? Mẹ em thì cũng bảo là ở riêng cho thoải mái. Tức là khi nào mình già, mình hết sức khỏe thì lúc đó mình mới phải là mình phải chăm sóc cha mẹ mình. Nhưng mà lúc bố mẹ còn khỏe thì mình nên ở riêng cho thoải mái. Ở chung chắc em xin tiền không hoài, nó không chán gì đúng không? Không, em đâu có bây giờ. Chưa gì từ nhỏ bố em đã có tư tưởng cách ly sẵn hả? Sợ ở gần thì... con chị cháu đang... nó sinh hoài cũng mệt, làm phiền quá. Chị đang chọc ghẹo em thôi. Chứ dạ, thực sự nếu mà tư tưởng vậy thì quá tốt. Tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai. Thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập. Dạ đúng rồi. Rồi nãy giờ là chị hỏi là nghe hết rồi đúng không? Đúng rồi. Chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy đàn trai được không? Được. À, mấy năm qua nó ế cũng tại cái này á. Anh này kỳ ghê. Em hớt ở đâu mà cũng ấn tượng, nào hớt cho em vậy? Không, cái này mới bị... mới làm hả? Thì chẳng nó úp cái gì lên nó hớt chứ xong còn do rồi. Không, em mới cứ thắc mắc cái chuyện tóc tai. Nó mới đụng, bây giờ em đang uống mật lại. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Hôm nay em tới đây tham gia, em đi với ai? Dạ, em đi với lại bác của em và em gái của em. Dạ, chào gia đình đàn gái mình. Cô thấy bên đàn trai sao? Dạ, kính chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Xin chào. Cùng tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bác của bé Hiền. Bác thấy là sau khi mở cánh cửa này thì hai cháu sẽ bấp nhúc để cho nhau một cơ hội. Chúc chương trình luôn được thành công và tốt đẹp. Bác đánh giá rồi rễ tương lai mình nó làm sao, được không, hợp lý không? Theo như là bác nhìn thì bác thấy chàng trai bên đây cũng ok. Ok ha. Dạ. Mời em gái Hiền. Dạ em xin chào em Liên, Quyền Linh và chị Nam Thư cùng tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Em ruột á hả? Dạ em là em gái của chị Hiền. Thấy chưa, em ruột dễ thương xinh chưa? Nhìn từ em ruột và canh canh ra bà chị nha. Dạ em lập gia đình rồi ạ. Trời ơi,
Vậy là cầm đèn chạy trước ô tô nè, không? Ồ, lập gia đình rồi hả? Ừ. Dạ, em vừa kết hôn cách đây 2 tháng ạ. Vậy là chị phải nhanh lên nha. Anh để tương lai vậy hợp lý chưa? Sau khi mà em thấy hai anh chị vừa trò chuyện với nhau ấy, thì em thấy anh bên này á rất là dễ thương, à, tính tình cũng hài hước, anh cũng có tính hướng ngoại và độc lập về tài chính nữa. Thì em thấy là anh rất là phù hợp. Nếu được thì chị hãy cho một cơ hội để có thể là cùng nhau tìm hiểu nhau ạ. Cảm ơn bác là anh gái. Mình gặp đàn trai đi. Dạ, em có đi với bạn học từ hồi con nít mà em. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư và dạ, quý vị khán giả. Em là Bình, bạn của Khải. Tính của Khải thì rất là hiền, vui tính. Bạn nữ bên này rất có nhiều điểm chung với bạn Khải. Hai bạn nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Em thấy Khải có nhiều con gái theo không? Khải thì từ nhỏ đến lớn Khải bị nhát á anh. Nên, nhát gì? Nhát gái anh. Nhát gái thiệt không? Nhát gái thiệt anh. À dạ. Yeah. Trai nó có nhát không? Con trai thì Khải rất là vui vẻ. Đi chơi với nhau là Khải giống như là cây tấu hài của nhóm anh. À vậy chơi với con trai nó có nắm tay con trai không? Phải chỉ nhát với mấy bạn nữ thôi. Còn mấy bạn trai thì không nhát. Em và Khải là quen nhau từ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em với Khải là học chung với nhau, học nội trú với nhau á, ăn chung rồi ngủ chung rồi tắm chung. Bây giờ thôi hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Khải. Dạ. Chào rồi, cảm ơn. Người ta nói chuyện, ta gặp, ta nhìn thẳng vô mắt luôn. Nhìn tìm cái gì dưới đất vậy? Em không, em nhìn cuốn sách. Tôi phải nhìn cái người tặng sách chứ, nhìn sách không. Một cái ghế này nè. Quay qua đây, trời ơi, nó gái nó rối chừng. Bắt đầu đi đó. Hai bạn tặng nhau hai quyển sách. Mình có thể đọc tên quyển sách đó lên được không? Mình tặng bạn cuốn sách là anh có thích nước Mỹ không? Anh rất là thích nước Mỹ luôn. Ý trời ơi. Người ta hỏi anh có thích nước Mỹ không? Anh cũng thích, nhưng mà thích em hơn. Dễ quá. Đọc câu trong đó coi Khải. Chắc là em thì chưa đọc. Em đọc câu gì anh? Thì kiếm câu nào hay hay cứ đọc. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em. Nhưng chỉ cần em ở bên, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Quyển sách của đàn trai tặng đàn gái là gì nè? Bao giờ hết ế. Bao giờ hết ế. Chắc xong bữa nay đó. Chị mượn đi. Bao giờ hết ế. Nhà có cháu gái chưa lấy chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi. Xin chân thành cảm ơn. Chà. Không có mấy cái thiệp ở trong đọc nó hay. À, có cái thiệp hả? Dạ dạ. Rồi. À đây, có cái thiệp. Em đọc đi. Em còn trẻ chán, biết chưa? Vương miện đội ở trên đầu. Những chuyện lấy chồng hết ế, tạm thời để đó tính sau. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền. Ra đường chẳng lo phải ăn diện, nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên. Trời ơi, cất cái tờ đi. Cái tờ này cũng đưa nữa. Thôi tôi dẹp luôn cho. Trong sách nó có anh rồi, nó mặc định. Tờ không có người yêu ngủ nhà chi. Cái tờ đó tao lựa tao cất đi chứ ai đưa tờ đó. Bây giờ biết cái tờ đó trong sách thì cất cái tờ đó đi. Lên đây tìm người yêu mà nó thôi không có người yêu thật là khỏe là sao? Ai viết cái tờ này cũng kỳ thiệt. Các bạn có 3 phút thoải mái chia sẻ với nhau. Xin mời các bạn. Anh có thích đi du lịch không? Anh đi du lịch liên tục nên anh thích. Công việc của em thì em cũng hay đi công tác nhiều nơi, nhưng mà ngồi đó thì em cũng hay tranh thủ có thời gian để du lịch khoảng vài ngày. Em cũng hy vọng là sau này mình có cơ hội thì mình có thể đi du lịch cùng nhau, tại vì hầu hết thời gian của em thì em toàn đi du lịch một mình thôi. Anh cũng hay đi du lịch một mình. Thì giờ sắp sửa mình đi chung đi. Thế còn em thì có cảm nhận gì anh không? Nói chung thì em cũng thấy anh cũng hiền lành. Em thấy là mình cũng có một vài cái sở thích đó cùng nhau thì em nghĩ là cũng khá là hợp nhau. Còn ngoại hình thì em thấy vẫn ok. Anh thấy em như thế nào? Em hình như ngoại hình em hơi cao lớn á. Ai cũng nói em là to cao hơn. Không mà như vậy thì tốt em. Tốt. Em thì em thể thao, em hay tập yoga hàng ngày nữa. So với những bạn nữ thì em cảm thấy mình cũng to hơn những cái bạn cùng lứa với mình. Ở đây khi em đến chương trình này thì em cũng nói là em muốn bạn nào cao cho 1m7 một chút, để khi đứng với em thì cảm thấy nó không có bị tủi thân vì ngoại hình một chút.
Ngoài giờ làm của em ra thì buổi tối thì em cũng tinh thần cũng hơi bận. Rảnh thì em hay tập yoga là chủ yếu thôi, vì trước đây cũng chưa có hẹn hò cùng ai hết. Nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em nghĩ là mình có thể đi một tuần khoảng 3 buổi gì đó thì ok. Anh thì cũng giống em thôi, tối anh cũng đi chơi đá banh với tập gym, chứ anh cũng không có đi đâu hết, đa phần lãng lãng. Nhưng lấy nhau thì kinh tế ai giữ tiền? Tiền là làm ăn để chứ ai để tiền đâu mà giữ. Anh thì tiền tiêu thì vợ giữ không sao, nhưng mà tiền làm ăn, tiền lớn thì mình đâu có, mình đâu có giữ trong ngân két sắt hay là ngân hàng được. Cái đó đầu tư đúng không? Vấn đề là ai giữ trong ngân hàng đó? Không, ngân hàng em cũng không gửi nữa, mình chuyển sang đầu tư chứ. Mẹ chuyển bất động sản đầu tư thôi. Chuyển vô đầu tư hết là nó chuyển cho vợ chứ. Không, cái tiền xài thì vợ giữ, cái tiền lớn thì cái đó là mình tất cả là đứng tên chung, pháp lý nó đều là chung hết mà. Em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Em giờ em con nào cũng được. Có vậy con là vui rồi. Vậy quan điểm tình yêu của em là gì? Chung thủy, tin tưởng nhau, rõ ràng, đàng hoàng, tử tế là được rồi. Vậy còn Hiền? Em thì cũng cần một người chân thành, không có lăng nhăng, không có nhậu nhẹt hay là vì bạn bè quá nhiều. Anh không thích nhậu. Em cảm nhận thế nào về cái cô gái đối diện với em đó? Nói thật lòng mình đi. Em thấy Hiền thì cũng nhìn cũng hiền lành, đàng hoàng. Ngoại hình thì cũng tương đối là cân đối. Nói chung có tập yoga thì em cũng thích con gái tập những thể thao, thể dục như vậy. Còn về mấy cái tính cách hay là về mấy cái sở thích thì em thấy gần như là thấy giống nhiều, tương đồng. Em cảm giác có một chút gì rung động với người đối diện chưa? Cứ nhìn Hiền đi. Một cô gái rất là xinh xắn, một cô gái thông minh, một cô gái hiện đại. Anh nghĩ rằng Hiền rất là giỏi trong tất cả mọi thứ đó. Em có cảm giác như vậy không? Em có cảm giác chứ. Nhưng nãy giờ em cũng đập nhanh nhanh. Đó, có đập nhanh là được rồi, có rung động là được rồi, đúng không? Dạ. Ai cũng quan điểm đến đây để tìm một nửa yêu thương cho mình. Thể nói vui, nói này kia, nhưng mà mình cảm nhận là tất cả đều cảm nhận thật từ con tim. Em mới nói gì với Hiền trong giây phút này? Anh rất là thích người ở Đà Nẵng. Anh cũng ra đấy chơi rồi, thì anh thấy con người đấy thì anh có cảm tình với người ở ngoài Đà Nẵng nhiều lắm. Hiền muốn nói gì chúng ta sẽ chờ nút bấm hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm, kiểm tra lại con tim của mình. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Không rung động, không cần bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Xin mời các bạn. Vậy là Hiền không bấm nút. Nhịp tim đã bị lỡ một nhịp. Hiền có thể nói về cảm nhận của mình. Em thấy bạn chưa thật sự là một người mà em đang tìm kiếm. Thì em còn một người nó phải chững chạc hơn một chút. Bạn trai của tôi cũng rất là thông minh, cũng rất nhạy bén, cũng rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng vấn đề tình yêu á, hãy cố gắng tập trung hơn nữa. Nếu chúng ta đang đi tìm một nửa yêu thương của mình, có thể là bạn chưa quyết liệt lắm. Và ngày hôm nay thì rất tiếc là chúng ta không có cùng chung nhịp đập con tim với nhau. Nhưng không sao, khán giả truyền hình, rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái và rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Chúc tất cả chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Khi mình chọn một món quà nào tặng cho một người con gái, thực sự là nó cũng phải có ý nghĩa của nó nha chàng trai của tôi. Thật ra nó cũng ý nghĩa đó anh. Do cái tên nó hơi vui thôi. Hơi vui. Dạ, thật ra rất là ý nghĩa luôn. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Hy vọng là các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và xin mời. Cảm ơn. Rồi. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Nội trợ cũng như là nấu ăn thì tự chấm cho mình điểm cộng. Chế biến và nấu ăn rất kém á. Luôn luôn nghĩ và vì người khác trước, sau đó mới tới bản thân mình sau. Nhưng tại sao lại chia tay? Có lẽ là do lỗi là do em. Đàn ông nhận lỗi là do mình là tốt. Cô gái rất là sâu sắc. Chúng ta ấn tượng ngay từ giây phút ban đầu. Có thể là bạn trai cũng chưa thấy cô này cũng chưa phải là một nửa yêu thương của mình. Chưa có quyết liệt lắm. Còn nếu như ta bắt gặp ánh mắt nào đó, một nửa thương của mình, hãy quyết liệt, hãy nỗ lực, hãy cố gắng để chinh phục nửa trái tim đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Và mời nhà gái bước ra sân khấu. Chào
Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Cùng bạn gái bên đó, cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Bình, năm nay em 34 tuổi, em quê ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên lái xe cho một công ty bên quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời đàn gái. Xin kính chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay cũng như quý vị khán giả xem này. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào em. Mình tên là Nguyễn Ngọc Nhung, hiện năm nay 35 tuổi, hiện sống và làm việc ở Củ Chi. Chị làm công việc gì ở Củ Chi? Dạ làm phát triển giày mẫu ạ chị. Giày mẫu? Dạ. Ở quận mấy? Dạ ở Củ Chi anh Quyền Linh. Làm ở Củ Chi luôn em? Dạ. Rồi, vậy bây giờ mời Bình giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Dạ, điểm yếu của em thì chế biến và nấu ăn rất kém ạ. Cũng không khéo tay. Dạ, cũng sống cũng nặng tình, nội tâm. Còn điểm mạnh của em thì em cũng rất thích ca hát, du lịch và thể thao ạ. Ca hát du lịch luôn? Dạ. Làm dạ. Bài cho nó vui vui coi. Dạ, em đồng ý ạ. Rồi. Để cho không khí trường quay thêm vui. Và để gửi tới một món quà tinh thần cho bạn gái cũng như là toàn thể quý vị ở đây, em gửi tới bài hát mang tên là Lời Anh Muốn Nói ạ. Lời anh muốn nói đó bên đàn gái. Bắt đầu. Dạ. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Wow. Đấy, một lời giới thiệu đàn trai rất là ấn tượng nha. Mời đàn gái. Dạ em xin giới thiệu về điểm mạnh của em về khoản nội trợ cũng như là nấu ăn thì tự chấm cho mình một điểm cộng. Về trong giao tiếp xã hội thì tương đối ổn. Trong công việc em là một người rất là cầu tiến và làm việc rất là có trách nhiệm. Dạ. Đối với gia đình thì em quan tâm chăm sóc. Với lại là có một điểm là luôn luôn nghĩ và vì người khác trước, sau đó mới tới bản thân mình sau. Hay quá. Vậy thì cái đường tình duyên của mình như thế nào ạ? Dạ thì em cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng quen được khoảng 3 năm nhưng mà là yêu xa. Dạ. Thì bạn ấy có một người con gái khác nên tụi em đã chia tay. Sau đó là có quen với lại một bạn người Trung Quốc. Nhưng mà khi mà gia đình biết thì gia đình đã không cho quen với nhau và tụi em đã chia tay. Thì từ đó đến nay cũng khoảng 6 đến 7 năm rồi. Thì em cũng có gặp một vài người đó nhưng mà không đi đến đâu cả. Đàn trai ơi. Dạ em. Vậy còn đường tình duyên của mình thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ mối tình dài nhất là mối tình thứ 3. Em và bạn đó cũng quen nhau khoảng 4 năm. 4 năm luôn? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ lý do là vì khi đó thì em lại có đi xuất khẩu lao động 3 năm bên Đài Loan. Và có lẽ là do lỗi là do em. Dạ. Tốt. Đàn ông nhận lỗi là do mình là tốt. Theo em thì mình lỗi cái điều gì? Có lẽ cũng như một phần là lý do là anh xăm bằng cách lòng. Thật sự bên đó thì em cũng có quen một bạn gái khác ở bên rồi. Đó em cũng có điện về chia sẻ thật, cũng mong là bạn đó ở Việt Nam có thể tìm được một người phù hợp hơn và tiến tới hôn nhân, tại vì cũng không còn trẻ. Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Như vậy là đã tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mình có thể thất hứa với lại những mối tình trước rồi. Cố gắng mối tình này chúng ta phải hoàn thiện hơn nữa, phải chăm sóc người yêu, yêu thật lòng mình hơn nữa em nhé. Dạ em. Đây. Cái mẫu hình lý tưởng mà chị mong muốn là như thế nào? Dạ, tại vì em là một người phụ nữ của gia đình thì em vẫn muốn tìm một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, cầu tiến cũng như là chăm chỉ, với lại là chung thủy. Còn về ngoại hình thì như thế nào? Chị mong muốn như thế nào? Dạ, cao trên 1m65. Dạ. Không hói là không bụng phệ. Tôi qua, để tôi qua. Không hói không bụng phệ. Trời ơi, vậy nè. Hói sao rồi bụng phệ sao? Dạ, bụng phệ là bụng bia. À. Đâu phải ai... Có người không uống bia bụng vẫn phệ vậy. Hói sao? Sao dạ. Mà em không thích? Em không hiểu sao nhưng mà khi mà em đối diện với lại một người có mái tóc hói thì cái cảm nhận đầu tiên, cảm xúc của em nó tụt mút. Dạ, đúng không? Dạ, nó tụt mút đúng rồi. Nó tụt lắm anh. Các cô gái bây giờ cứ hay như thế. Đừng có quan tâm đến cái chuyện gọi là tóc tai của người ta. Biết đâu đó là gọi là cái di truyền của người ta, cái gen của người ta. Biết đâu ta suy nghĩ nhiều quá nó hói.
cái điều quan trọng đối với các cô gái anh nghĩ là gì? Cái người đối diện người ta có yêu thương mình hay không? Bây giờ giữa một người chồng rất là đẹp trai, suốt ngày lăng nhăng nhậu nhẹt với một người rất là hói, người ta vẫn thương em, người ta chăm sóc yêu em cả cuộc đời luôn, vậy thì em chọn ai? Chắc chọn giống như người anh Quyền Linh nói. Thấy chưa? Chị không thích đàn ông như thế nào ạ? À? Dạ, nhậu nhẹt, hút thuốc, với lại là cờ bạc. Em có nhậu nhẹt, hút thuốc, cờ bạc không? Dạ, em không cờ bạc và không hút thuốc và rượu bia thì cũng rất ít. Ít thôi, nhiều quá không tốt. Rồi, qua xem mắt đi. Để em qua kiểm tra đàn trai coi sao nè. Đàn trai tôi đẹp trai lắm mà, ở Bắc Giang á. Em chào chị, Nam Thư. Chào anh. Dạ. Ủa mà anh ơi, như em thấy anh quen quen, mấy em gặp anh đâu rồi ta? Dạ, trước đây thì em có lái xe cho chị ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Cũng có thể là chị em mình đã gặp nhau ở chương trình đó. Chị em thấy anh quen quen. Ủa rồi rồi sao nghĩ? Dạ thì khi đó em về quê thì gia đình cũng bắt ép, cũng lớn tuổi rồi, cũng mong muốn là về quê lập nghiệp, có gia đình để cho ba mẹ yên lòng. Và rồi em đã từ chối, em không quay lại làm với chị anh chị nữa. Khi vào thì chị tuyển người gái thì em cũng chủ động nói chị để chị chủ động là tìm người mới. Rồi ráng lấy vợ đi rồi mời chị Hồ Quỳnh Hương qua hát bài. Qua hát bài nữa, trời ơi là bánh cưới bao vui luôn. Dạ. À, anh ơi, cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Em cũng rất mong muốn là một cô gái thiên về truyền thống, nữ tính. Rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu gia đình ha. Dạ. Hôm nay chị Nhung đi tới đây, chị đi với ai ạ? Dạ, em đi với mẹ và ba người bạn thân ạ. Em chào cô. Dạ. Dạ, xin chào mẹ của chị Nhung ạ. Cô thấy bên đàn trai con rể tương lai của mình như thế nào? Cô có vừa ý không? Thấy cũng hiền, thấy cũng được. Nhưng mà để cho bé nó lựa chọn đi. Muốn nói gì với cô đi để cô yên tâm. Anh chào cô. Chào cậu. Con rất cảm ơn cô và cùng với gia đình đã hôm nay đã đến trường quay. Thì hôm nay con đến đây con cũng tự cho mình một cơ hội. Rất mong là tụi con sẽ có duyên, có duyên và có nợ để tìm hiểu, để tiến xa. Cảm ơn cô đã đến chương trình quay. Em gái sao? Em gái có thể nói vài gì nào, lời nào đó. Dạ, em chào mọi người trong trường quay ạ. Nói chung là suy nghĩ về những cái chia sẻ của bạn trai bên đây, cũng như là về cái tính cách thì cũng có một vài điểm tương đồng với bạn Nhung. Thì cảm giác là anh cũng chân thành đó, anh cũng thật thà đó. Nhưng mà quyết định cuối cùng là của Nhung. Rồi, ok. Cảm ơn người nhà của đàn gái. Xin mời đàn trai ạ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay đến trường quay thì em đi cùng với anh Thường là anh kính nghĩa của em và em Long là đồng nghiệp ạ. Dạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình. Dạ, trước tiên em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Em là bạn và cũng là một người em đồng nghiệp trong công ty với anh Bình. Thì em thấy chị cũng là một người phụ nữ của gia đình và có thể bù đắp một phần thiếu sót của anh Bình, có nghĩa là về phần công việc gia đình thì anh Bình cũng không có chu đáo. Nhưng mà trong công việc thì anh Bình rất là tận tâm và làm việc rất có trách nhiệm, gọn gàng. Thì em nghĩ là anh chị nên cho nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi, cảm ơn đại diện hai gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau để quyết định do hai bạn nha. Rồi, bắt đầu mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi Bình. Chào em. Hôm nay em đến đây có món quà tặng anh ạ. Chúng ta có thể mở quà ra được không? Đúng rồi. Dạ được ạ. Mở đi Bình. Mình hãy quan tâm đến cái món quà của người tặng mình đó là gì. Lấy ra đi Bình. Lấy ra luôn. Anh có thể lấy ra cho khán giả cùng xem ạ. Thì cũng một chiếc rồi nhỉ. Lấy ra. Lấy ra đi anh, lấy ra đi. Em cảm nhận thế nào về cái chiếc dép đó? Chứ anh thấy có ý nghĩa đó. Trước khi em chia sẻ về ý nghĩa của món quà em mang đến đây thì anh nhìn món quà anh cảm nhận được ý nghĩa của nó như thế nào ạ? Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã tặng anh món quà. Thế nó chỉ là một đôi dép bình thường, đơn giản nhưng mà nó sẽ ý nghĩa và là một kỷ niệm với anh. Dạ đúng rồi, như anh nói là nó là một món quà rất là bình thường nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ý nghĩa sâu sắc lắm đấy. Theo em, thứ nhất là như quan niệm của người xưa thì khi mà một người con trai và người con gái quen với nhau, mình tặng một đôi giày hoặc đôi dép thì người đó sẽ đi mất. Nhưng bây giờ hôm nay em tặng một chiếc thôi thì nếu mà được món quà trọn vẹn ý nghĩa hơn thì anh sẽ nhận được phần còn lại. Với lại là vì sao em không chọn đôi giày mà em chọn đôi dép? Tại vì khi mà dép nó thể hiện cho cái sự thoải mái thì em muốn là cái mối quan hệ của chúng ta bắt đầu một cách thoải mái nhất. Cảm ơn.
hãy bằng mọi giá lấy một chiếc ghép, tìm một chiếc ghép còn lại nhá. Và chiếc ghép này nếu như nó được ghép tổ ong thì hay nữa. Yeah. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói về cảm nhận của nhau khi gặp nhau rồi mình sẽ tính chuyện hẹn hò như thế nào. Anh hỏi trước đi ạ. Trong cái quan niệm về tình yêu thì em nghĩ thế nào? Thì như em trải qua hai mối tình nhưng mà có một mối tình là em yêu xa. Thì nói chung là về kinh nghiệm tình trường thì không có nhiều. Nhưng mà quan niệm của em là khi mà hai người đã quen với nhau, đến với nhau thì chân thành, chung thủy và cố gắng mình bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Còn suy nghĩ của anh thì trong tình yêu thì không hoàn hảo. Yeah. Trên tình cảm thì anh nghĩ rằng là đến với nhau thực sự chân thành. Yeah. Còn trong hôn nhân thì anh nghĩ chất xúc tác rất quan trọng nhất cần trong một hôn nhân đẹp, đó là sự chung thủy. Qua tiếp xúc, trò chuyện và nhìn nhận thoáng qua thì anh thấy em là người phụ nữ của gia đình. Cảm ơn anh. Chị em hỏi một xíu là thường người ta hay nói là tài xế rất là trăng hoa. Thì anh như thế nào ạ? Suy nghĩ của anh thì ngày nào cũng vậy thôi. Ngày nào cái quan trọng nhất là tâm tính, nhân phẩm của mỗi một người. Chứ không cứ gì là cứ là tài xế, là lái xe, là sẽ đa tình, sẽ phong lưu. Yeah. Em hy vọng là như vậy ạ. Bây giờ chúng ta trò chuyện cũng đã lâu rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Hai bạn nào tiến tới đi. Tiến tới. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Nắm đi. Để xem có một chút gì đó. Nắm hai tay luôn. Ừ đúng rồi. Chúng ta cảm nhận từ lúc nói chuyện cho lúc nắm tay. Để xem có hơi ấm nó có hợp với nhau hay không. Và trong giây phút này các bạn suy nghĩ điều gì về người đối diện, hãy nói cho nhau biết. Thật ra thì em nghĩ là đến với chương trình này cũng như là gặp anh là một cái duyên. Còn nợ thì không biết như thế nào. Đúng thì rồi. Sau này sẽ biết. Còn em? Dạ. Cảm xúc của em lúc này thì em thấy vui, mừng vì đã được gặp Nhung và đã tự cho mình một cơ hội để đến với chương trình để tìm một người yêu thương. Nói chung những cái cảm xúc hiện nay nó lẫn lộn với nhau, rất là khó nói. Em nghĩ là nếu mà khó nói quá thì thôi để nút bấm nói vậy. Đúng rồi. Em đồng ý. Rồi bây giờ rồi, mời mình vị mời trí Nhung các bạn. Chúng ta sẽ về ghế để chúng ta tiến hành nè, bấm nút nha. Rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Xin mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Đây là lúc kiểm tra lại con tim mình. Hãy hỏi cảm xúc của chính mình, đây thật sự có phải là một nửa mà mình tìm kiếm hay không? Các anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là một chút nuối tiếc. Bình, em phải cho mọi người biết được suy nghĩ của em, tại sao em là không bấm. Dạ, trước tiên thì cho em xin lỗi cô, gia đình và xin lỗi bạn Nhung. Và cảm xúc thì tình yêu nó phải có cảm xúc thật. Dạ, thì em biết được bạn gái bên này có nhiều điểm là em rất mong muốn có một bạn gái, một bạn đời như vậy. Nhưng em cảm nhận là trái tim mình chưa thật sự rung động. Và em muốn bạn sẽ tìm một người bạn trai khác phù hợp hơn. Chúng ta phải sống thật bằng cái cảm xúc của mình. Vẫn giữ kỷ niệm của chính mình nha. Đây, giữ lấy, trân trọng chiếc dép đó nha. Quà tặng dành.